15 năm hồng ân, 15 năm tình Chúa giết Phao lạ lùng, ngôi đình Chúa chưa chan muôn trùng, chưa chan muôn trùng con lấy gì mà tạ ơn mà dâng lên. Nay bài ca con xin dâng Chúa, con xin dâng Chúa như tấm lòng con, như chút tình con. Trôi khi cạn khi đầy, tình Chúa vẫn luôn thắm nồng, hằng u ấm con chẳng khi ngừng. Tình ngày như tiếng mẹ ru yêu thương, tình ngày như sóng chiều dâng cao dâng. 25 năm hồng ân, 25 năm tình Chúa viết Phao lạ lùng, chan muốn cho con lấy gì mà tạ ơn mà dâng lên. Nay bài ca con xin dâng Chúa, con xin dâng Chúa như tấm lòng con, như chút tình con. Xin cảm tạ ơn Ngài, xin cảm tạ ơn Chúa. Năm hồng ân, 15 năm tình Chúa xiết Phao lạ lùng, ngôi đình Chúa chưa chan muôn trùng, chưa chan muôn trùng con lấy gì mà tạ ơn mà dâng lên. Nay bài ca con xin dâng Chúa, con xin dâng Chúa như tấm lòng con, như chút tình con. Trời để con đếm ân huệ Chúa Trời. Tình ngày như thác ngàn gieo miên man, tình ngày như suối nhạc gieo mênh mang. 25 năm hồng ân, 25 năm tình Chúa xiết Phao lạ lùng, ngôi đình Chúa chưa chan muôn trùng, chưa chan muôn trùng con lấy gì mà tạ ơn mà dâng lên. Nay bài ca con xin dâng Chúa, con xin dâng Chúa như tấm lòng con, như chút tình con. Xin cảm tạ ơn Ngài, xin cảm tạ ơn Chúa. Nàng đến bao nhiêu hoan lạc với
xinh đẹp, tựa như ô liu xanh dần, chồi non đang lớn Chúa thương chở che. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Trong một đời bạn ơi cùng lao tay bạn dài lâu xa hoa thơm nụ mừng Chúa Sion hưng thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Hồn con ca lên muôn lời, ta tụng danh Cha suốt đời. Ngài ban cho con gia đình, có mẹ có cha an bình. Niềm vui con sẽ lành nhờ rừng xây mái ấm lâu bền. Chúc phúc cho đời con. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Thank you.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính quý cha, kính thưa quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý thầy quý sư, toàn thể quý khách và cùng cộng đoàn rất thân mến. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để rồi cùng với tám đôi hôn phối trong hội dòng vàng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 25 năm sống đời hôn nhân và gia đình. Suốt 25 năm qua, với bao nhiêu ân lành đến từ Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên mỗi gia đình, và cũng 25 năm qua được dệt nên bởi bao kỳ ân phúc đến từ bà con nội ngoại hai bên, bạn bè, cô bác và tất cả cộng đoàn, cũng như tất cả những ai cách này hay là cách khác đã giúp cho hội tám đôi hôn phối trong hội dòng vàng. Đáng lẽ ra hôm nay phải là Đức Tổng Giuse Nguyễn Thị Linh về chủ tế. Tất cả đã mọi sự đã chuẩn bị rồi, từ cha xứ cho tới hội cũng như bà con giáo xứ, nhưng vì trời mưa lũ Đức cha không ra được, vì thế mà Đức con phải làm thay. Chúng ta không vì thế mà buồn, vì ngày hôm nay không cho phép chúng ta buồn. Không có Đức Tổng thì có một đứng khá cao trọng hơn, đứng làm cho tất cả chúng ta luôn vui. Đó là Đức Giêsu Kitô, là đứng là vì hôn phu của giáo hội, cũng là hôn phu của mỗi linh hồn chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa tôn độ phúc lành trên tất cả chúng ta, cách riêng tôn độ phúc lành trên tám đôi hôn phối này, để rồi cho họ biết vững vàng, hay là biết luôn luôn yêu thương, tôn trọng và chung thủy với nhau cho đến trọn đời. Và những tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy dùng lòng tổng hội ăn năn, xin Chúa từ tha mọi tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thú nhận lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi
lạy Thiên Chúa trên các tầng trời. Thank you.
Điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giê-xu đáp:
ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn tròn nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Như ông bà ta nói rằng là nhờ lụt mà chó được ngồi bàn. Hôm nay đáng lẽ như chúng ta biết là có Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ về cử hành thánh lễ và giảng lễ cho tám đôi hôn phối kỷ niệm 25 năm và cho tất cả cộng đoàn chúng ta. Nhưng mà vì nghe đòi bảo rằng là trong Huế nước dâng cao quá, ngài không thể ra khỏi tòa giám mục, cho nên hôm nay tôi may được chia sẻ cùng với quý ông bà anh chị em trong thánh lễ đặc biệt này. Nhưng mà cũng rất là lo, bởi vì chưa chuẩn bị kỹ càng. Tối hôm qua bắt đầu đi ngủ thì cha Hảo bảo rằng là vì Đức Tổng Linh không ra, cho nên nhờ cha nói cho hồi rồng vàng vài lời mới, và nghỉ mãi không biết nói gì cho phù hợp hôm nay. Cho nên tôi nói được gì mà bà con nghe được thì nghe, còn mà không nghe được thì củng cố mà nghe. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt tám đôi hôn phối đặc hôm nay, chúng ta đang làm một việc hết sức là đặc biệt. 25 năm biết bao là tình, 25 năm biết bao là vui buồn sướng khổ trong đời sống gia đình. 25 năm có thể chưa phải là khoảng thời gian dài để chúng ta đánh giá về những gì mà mình đã làm được, để chúng ta được tung hô, được thưởng công trước mặt Chúa. Nhưng mà 25 năm cũng đủ để cho mỗi người chúng ta thẩm định lại đời sống hôn nhân của mình. Quả thực đúng như vậy. 25 năm đã làm mất đi biết bao nhiêu sức lực, đã làm nhạt đi biết bao nhiêu là tài là sắc của tám đôi bạn trẻ như tất cả những ai đang sống bậc vợ chồng. Nhưng mà 25 năm ấy cũng biết bao là tình, tình Chúa, tình người, tình cha, tình mẹ, tình con, tình bạn bè, thân hữu. Quả thực ngày hôm nay có tám đôi bạn trẻ đang ngồi trước mặt chúng ta đây để cử hành một thánh lễ đặc biệt, đây quả là không dễ dàng. Chúng tôi là những linh mục hoặc là những tu sĩ công lập gia đình, nhưng mà hiểu rất rõ về đời sống gia đình, biết bao nhiêu vất vả, biết bao nhiêu khó nhọc, biết bao nhiêu trào lưu lôi cuốn mình và đôi lúc làm cho ngả nghiêng hoặc là đổ vỡ. Thực sự nhìn vào thực tế của xã hội ngày hôm nay thì chúng ta thấy điều đó rất rõ, nhất là quý ông bà anh chị em đang sống bậc gia đình thì lại càng hiểu rõ hơn. Người ta thống kê có thể ở Việt Nam ngày hôm nay có đến khoảng hơn 35% là các cặp vợ chồng ly dị, ly thân. Và tất nhiên người công giáo của chúng ta không loại trừ, người công giáo của chúng ta ngày hôm nay cũng đang còn có những cái tỷ số tăng cao trong đời sống vợ chồng ly dị hoặc là ly thân. Điều đó chúng ta thấy rất rõ. Và tại sao thì chắc chắn rằng chúng ta là những người hơn ai hết, các bậc vợ chồng hiểu rõ có những nguyên nhân sâu xa và cũng có những nguyên nhân rất là gần. Và tất nhiên tám đôi bạn trẻ của chúng ta hôm nay gọi là trẻ nhưng mà cũng không phải là trẻ được, tuổi u 45, 46 rồi,
Rồi các mấy cô thì có lẽ trẻ hơn 35, 40 rồi, nhưng mà không phải là già. Bởi vì tôi thấy các cô ngày hôm nay, 8 cô ngồi đang trước đây đang rất là xinh đẹp. Rồi các anh ngồi ở đây cũng vậy, đang còn phơi phới lắm, đẹp trai lắm. Thì đó là một cái hồng ân của Chúa ban cho là 8 đôi bạn trẻ cũng như những ai đang sống trong bậc vợ chồng mà được như thế. Và tất nhiên đó là công lao của đôi bạn trẻ là chăm chút cho nhau, tô điểm cho nhau, bao bọc lấy nhau và nâng đỡ nhau, tôn trọng nhau trong suốt 25 năm qua mới được như vậy. Và đặc biệt nhất đó là nhờ ơn Chúa, nhờ ơn Chúa đã giữ cho họ cái lời cam kết, nhờ ơn Chúa đã đồng hành với họ để họ giữ được đời sống hôn nhân lành lặn như ngày hôm nay. Và tất nhiên nhờ ơn Chúa tác động qua bàn tay của cha mẹ hai bên, của họ hàng, của con cái, của bạn bè thân hữu, tất cả đã vun lên cho đời sống hôn nhân của họ. Cho nên ngày hôm nay tôi nghĩ rằng một cái tâm tình phải có, đó là tâm tình tạ ơn và cảm ơn. Các đôi bạn trẻ trong kỷ niệm 25 năm hôm nay tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho họ. Cùng như tất cả chúng ta đang được lành lặn, đang được yêu thương, đang được sống cùng nhau hạnh phúc, chúng ta phải luôn cảm tạ Thiên Chúa. Và bên cạnh đó chúng ta cũng cảm ơn người, cảm ơn cha mẹ hai bên đã vun đắp cho đời sống hôn nhân của đôi bạn. Cảm ơn cả con đã yêu thương vâng lời cha mẹ để rồi nhìn vào con cái như là món quà của tình yêu để cha mẹ vui sướng và tiếp tục sống hạnh phúc, tiếp tục chu toàn trách nhiệm của mình trong đời sống hôn nhân. Rồi cảm ơn bạn bè thân hữu là những người rất gần gũi, có những lúc vui chia sẻ, có những lúc buồn cảm thông. Tất cả những cái điều đó sẽ giúp cho đôi bạn trẻ giữ được cái lời cam kết mà cách đây 25 năm họ đã cam kết, có thể là trong nhà thờ này hoặc là một nhà thờ nào đó. Và đó là cái điều may mắn. Cho nên tâm tình tạ ơn và cảm ơn phải có trong ngày hôm nay. Rồi một cái điều nữa mà tôi muốn gửi lên cho tất cả chúng ta cùng suy nghĩ trong cái thánh lễ đặc biệt hôm nay: ngoài tâm tình tạ ơn, ngoài tâm tình là cảm ơn, thì chúng ta hãy cố gắng nhìn lại cuộc đời của chúng ta đang sống trong bậc sống gia đình. Chúng ta phải luôn luôn làm mới lại, luôn luôn làm trẻ hóa lại cho cái đời sống hôn nhân gia đình của mình. Bởi vì thời gian 25 năm, 35 năm, 45 năm hoặc là 70-80 năm nó đã làm phơi đi, vơi đi, mai một đi nhan sắc, tài năng và những thứ mình đã có. Và nếu như mình mất đi những cái thứ đó thì rất khó để mà duy trì được đời sống hôn nhân như thuở ban đầu. Cho nên mình phải luôn luôn biết làm mới lại. Trong vi tính có một cái thủ thuật thường hay người dùng vi tính thì phải làm gọi là dùng cái tổ hợp phím Ctrl F là để làm là mới lại, làm tươi lại cho cái máy nó chạy nhanh hơn. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái hình ảnh, một cái ví dụ để cho mình hiểu được trong cái đời sống hôn nhân của mình cũng vậy. Phải cố gắng làm tươi mới lại, ôn lại những cái kỷ niệm đẹp trong đời sống gia đình, những cái ngày cưới, những cái cuộc gặp gỡ trước đây, những cái cuộc hẹn hò. Rồi như ngày hôm nay 8 đôi bạn trẻ họ cũng đang làm mới lại cái cuộc đời của họ trong đời sống hôn nhân. Và có lẽ ngày hôm nay sẽ là tiếp tục bắt đầu một cái khoảng thời gian mới, và họ sẽ tiếp tục sống cái khoảng thời gian đầy ân sủng ấy. Và chắc chắn rằng nếu mà họ kết hợp với ơn Chúa, họ biết là lắng nghe cha mẹ, biết là đón nhận những cái lời góp ý chân thành của bạn bè thân hữu, thì
họ lại tiếp tục sống hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Bởi vì sao? Bởi vì đời sống hôn nhân có muôn vàn thứ nó làm cho cuộc đời của đôi vợ chồng chao đảo, nhất là trong xã hội ngày hôm nay. Cho nên nó cần thiết phải làm mới lại, cần thiết phải làm tươi lại, cần thiết phải làm sao cho cái cuộc đời hôn nhân của mình như thuở ban đầu. Và khi mình làm được điều đó thì mình sẽ giữ được hạnh phúc gia đình và làm cho gia đình mình là tiếp tục bình an, hạnh phúc. Có một câu chuyện người ta kể ngày xưa mà tôi nhớ mang mảng là có hai ông bà già rồi, 77 tuổi rồi. Họ sống rất là hạnh phúc trong cái khoảng thời gian trường đó. Nhưng mà cái đến cái đoạn đó không biết lý do làm sao mà hai ông bà cứ hay cáu gắt, rồi là giận hờn, rồi là có những cái thái độ là tỏ ra không hài lòng nhau. Và một hôm thì ông bà ngồi lại nói với bà ơi, sao mà ngày hôm nay mình không còn yêu nhau, không còn là sống hạnh phúc như trước nữa. Bà nên xem là chúng ta nên làm cái gì đây? Thì bà mới bảo rằng là thôi được rồi, chúng ta nên ôn lại những cái kỷ niệm cũ mà đẹp nhất, mà mình cho là đó là đẹp nhất. Thì thế là ông đồng ý. Ông bảo rằng là được rồi, mình ôn lại cái tình huống, cái câu chuyện năm xưa khi mà mới hẹn hò nhau. Khi đó là anh đến tán em, thì tôi đến tán bà, thì lúc đó là mẹ của bà là giữ chặt lắm, không cho đi ra ngoài sở hữu. Và cho nên anh nhớ muôn một từng cái chi tiết của cái ngày hôm ấy hẹn hò, lúc mà mình hẹn nhau ở cái đầu diễn làng ở Cốc Bê Đa. Thì ông ta bảo rằng được rồi, thế bây giờ cứ vào trong nhà đi, tôi ra ngồi ở ngoài Cốc Bê Đa và diễn ấy. Rồi khoảng tiếng thì sau đó thì bà ra ngoài này, tôi hít gió đấy, thì bà ở trong là có thể nghe, và rồi bà ra chúng ta sẽ ôn lại cái kỷ niệm đẹp ấy. Rồi là ông ngồi ngoài ấy, trời thì lạnh, mãi mãi chẳng thấy bà ra. Hít gió rồi hít lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chẳng thấy bà ra đâu cả. Thế là ông ta tức tối chạy vào, rồi bà quá đáng ấy, bà đã già tới cái tuổi rồi mà còn lừa tôi à. Thì bà chạy trong hớt hải chạy ra, đánh lấy tay đánh hiểu rằng là ra dấu hiệu rằng là lạnh đi, mẹ em còn ở trong á, mẹ em không cho ra, đây không phải là lỗi của em đâu mà mẹ lỗi của mẹ em. Và thế là ông ta bật cười, hai vợ chồng ôm nhau, và từ đó cuộc đời, cuộc sống hôn nhân lại mới lại vui vẻ như trước. Với câu chuyện kể ra như thế để rồi minh họa cho ý tưởng của tôi vừa nói, trong cuộc sống hôn nhân có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, ngày cưới, ngày hẹn hò, kỷ niệm ngày lễ này, ngày lễ kia, chắc chắn rằng chúng ta phải biết nhớ đến nhau. Và khi nhớ đến nhau thì chắc chắn rằng mình sẽ làm những điều tốt đẹp cho nhau, và chính những cái kỷ niệm đẹp ấy sẽ giữ cho mình được là hạnh phúc. Và vì nhất là cái lúc mà mình gặp những cái khó khăn, những cái sóng gió trong cuộc đời hôn nhân, nếu mình không nghĩ về những cái kỷ niệm đẹp ấy, nó như là những cái phao để giữ mình lại, thì đôi lúc mình sẽ bị sóng vỗ và đập dạt đi nơi khác hoặc là đổ vỡ. Cho nên trong đời sống hôn nhân, một lần nữa xin nhắc lại cho quý ông bà anh chị em, cố gắng luôn luôn làm mới lại trong đời sống gia đình của mình. Rồi cái ngày lễ hôm nay tôi nghĩ rằng 8 đôi bạn trẻ đã được xem như là thành công trong giai đoạn đầu của đời sống hôn nhân. Cái điều 8 bạn trẻ ngày hôm nay phải làm và họ đang làm, đó là họ đang là những chứng tá về niềm tin của người công giáo trong đời sống hôn nhân. Quả thực đây là cái điều cần thiết. Ngày hôm nay có những cái xu hướng trào lưu sống dễ dàng trong đời sống hôn nhân, thích thì ở với nhau, còn không thích thì bỏ. Cho nên tôi hay chọc các bạn trẻ rằng là các bạn, nhất là các bạn mới yêu nhau, đừng coi như cái lời của cái bài hát là tình yêu đến không mong đợi gì,
để nhiều đi không hề hối tiếc. Đó là một cái trào lưu xấu, một cái cách thể hiện cái sự vô trách nhiệm đối với nhau trong đời sống hôn nhân. Cho nên ngày hôm nay tám đôi bạn trẻ của chúng ta đang ngồi trước bàn đây, họ đã làm chứng cho đời sống hôn nhân là nếu biết quý trọng nhau, biết tôn trọng nhau, biết yêu thương nhau, biết là lắng nghe, biết chia sẻ thì họ sẽ giữ được hạnh phúc gia đình dễ dàng. Và đặc biệt hơn nữa, đó là hôn nhân của Kitô tôn giáo còn được Thiên Chúa chúc phúc. Và hơn nữa, qua cái lời cam kết mà họ cam kết tại nhà thờ, họ cảm thấy được rằng đó như là một cái lời là chứng giám của Thượng Đế, của ông trời, của Chúa cho họ. Và họ rất khó để mà chia ly khi gặp những trắc trở trong cuộc đời hôn nhân. Cho nên chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta tiếp tục làm chứng bằng chính đời sống tốt lành của chúng ta, bằng tình yêu thương mà như tin mừng ngày hôm nay của Thánh Matthew nói lại cho chúng ta nghe. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, và cái đức yêu thương ấy đầu tiên phải dành cho Thiên Chúa, phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Và cái điều luật thứ hai cũng quan trọng như điều luật ấy, đó là phải yêu người thân cận như chính mình ngươi. Và tôi nghĩ là cái người thân cận đầu tiên không ai hơn, không ai khác, đó là chính người vợ, người chồng của mình, người con của mình, cha mẹ mình, anh em mình, bạn hữu của mình. Đó là những người thân cận mà chúng ta gặp gần, chúng ta phải trao yêu thương, chúng ta phải làm sao để cho cái gia đình của mình thực sự là một tổ ấm. Và muốn được như thế, mình phải biết hy sinh, mình phải biết đón nhận, mình phải biết quảng đại, mình phải biết thứ tha. Đó là những cái nhân đức mà Chúa mời gọi tất cả mọi tín hữu chúng ta phải thực hành trong đời sống đạo hàng ngày. Cho nên chúng ta cần phải tiếp tục làm chứng tá cho xã hội, cho những người khác họ không biết Chúa, để họ may mắn cũng nhận ra Chúa và đón nhận được ơn cứu độ. Ngày hôm qua tôi có rửa tội cho một con của một đôi bạn trẻ mới trở lại. Anh là làm bác sĩ ở bệnh viện Cuba, và có nhiều người chia sẻ rằng là khi anh ấy sau khi lấy vợ Công giáo sinh được một đứa con gái mới 2 tháng, anh ta thay đổi cuộc sống của anh ta từ tính cách, rồi là cách ứng xử, rồi là rất là nhiều cái thứ mà anh ta thay đổi. Thậm chí có những người trên bệnh viện tôi đi gặp, tôi bảo rằng là linh mục quen có cái anh ấy là theo đạo phải không? Thì vâng, đúng rồi. Từ khi mà anh ta theo đạo, anh ta lấy vợ người Công giáo, bây giờ anh ta khác hẳn ngày xưa. Ngày xưa anh ta đi ngang qua là ai là mặt cậu có, rồi là không chào, không hỏi, không gì hết cả. Nhưng mà từ khi anh lấy vợ cho đến giờ anh thay đổi hẳn luôn. Không biết là tại vì người vợ đã cảm hóa được anh ta, hay là bên Công giáo có cái tài tình gì mà làm hấp dẫn, làm cho biến đổi cuộc sống của anh ta như vậy. Và rất là nhiều người, không phải một vài người mà nhiều người chia sẻ như thế. Và tối hôm qua tôi cũng liên tội với anh ta, với vợ chồng anh ta, cùng với ông bà hai bên nội ngoại, thì tôi thấy thái độ rất là khác. Thì đó là một trong những cái nhân chứng để cho chúng ta thấy được rằng cái tình yêu trong đời sống hôn nhân rất quan trọng. Và khi người ta yêu nhau có Chúa chúc phúc và được giáo lý của Chúa hướng dẫn, được giáo hội nâng đỡ, thì chắc chắn rằng cuộc sống của họ sẽ thay đổi. Và đó là một cái chứng tá cho niềm tin của chúng ta, và đó là trách nhiệm bổn phận của người Kitô giáo hôm nay. Vậy thì nhân ngày lễ hôm nay, một lần nữa xin chúc tám đôi bạn trẻ kỷ niệm 25 năm hôn phối tiếp tục được hạnh phúc, tiếp tục được sống bên nhau và chu toàn bổn phận trách nhiệm của người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con, người bạn hữu, người Kitô hữu, và cũng như tất cả mọi người chúng ta tiếp tục sống chứng tá niềm tin của mình trong đời sống hôn nhân gia đình để làm chứng cho Chúa,
để mở mang được Chúa, để giáo lý của Chúa được lan tỏa ra xung quanh mà chúng ta gặp gỡ, mà chúng ta sống. Đó là trách nhiệm bổn phận của tất cả chúng ta. Cầu xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn, cho toàn đôi bạn trẻ, như cho những ai đã đang và sẽ lập gia đình. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. Ta lên chuẩn bị xem lời cầu nguyện. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Chính Ngài đã liên kết tạm đôi hôn nhân để trở thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh cách đây 25 năm. Và trong thời gian 25 năm, Chúa đã tuôn đổ biết bao nhiêu ơn lành xuống trên các đôi hôn phối như các gia đình. Và hôm nay, trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết để xin Chúa tiếp tục tuôn đổ tình yêu của Ngài xuống trên các đôi bạn, để rồi các đôi hôn nhân sẽ luôn luôn yêu thương chung thủy với nhau cho đến trọn đời. Người mục tử nhân lệnh hy sinh tính mạng vì đoàn chiên, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa độ đầy sức mạnh của sự dịu dàng vào trái tim các mục tử, để từ khuôn mặt và đôi tay của các ngài niềm vui tin mừng chảy tràn vào tận các huyết mạch của đời sống giáo hội. Cách đặc biệt, xin cho quý cha đang hiệp dâng thánh lễ được luôn kiên trung trong sứ vụ mà Chúa đã giao phó. Loài người không được phân ly, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa đông đầy phúc linh ân trên các gia đình dâng lời tạ ơn hôn phối hôm nay. Xin cho tình thân tộc nghĩa phu thê không ngừng được triển nở và ngày càng thêm keo sơn bền chặt. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bình an cho nhà này, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương chạm đến những thân phận khốn cùng, những gia đình gặp khó khăn mà hông khô giọt nước mắt, làm ấm lại những trái tim hoang lạnh. Xin cho mọi hố sâu ngăn cách được san lấp, mọi mặc cảm không còn quá dây dứt, và khuôn mặt người thôi buồn phiền tăng tội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Uống nước nhớ nguồn, quả nhớ kẻ trồng cây, trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta không quên công ơn của các bậc tiền nhân, các thân nhân, ân nhân đã nâng đỡ các gia đình trong suốt hành trình 25 năm qua. Xin Chúa gia tăng ơn thánh và nghị lực tâm hồn cho những người còn sống, còn những ai đã qua đời, chúng con xin được thắp nén hương lòng để tưởng nhớ và khẩn nguyện cho các ngài sớm được hưởng hạnh phúc quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là nguồn tình thương, là sức mạnh và là nơi chúng con ăn đau. Xin nhận lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con. Xin Chúa thương từng hiện những ý nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
trong nắng luôn sáng ngời như vầng trăng.
xin cha đói thương tình yêu con hiến dâng, xin cha đời yêu thương, xin cha đời bao dung cho cuộc tình kiên trung tâm lương, xin rằng cha đầy tấm lòng của mẹ cha yêu con muôn trùng, nguyện xin cha đói thương tình yêu con. Anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiên lời tạ ơn này để cầu cho các anh chị. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận mà ban cho các anh chị đứng tràn đầy hoan lạc và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và cùng nhau. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng đến Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúa là Cha duy thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các tiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Yeah.
dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Phaolô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến cả tôi thưa Chúa, là các anh chị em, ân nhân, thân nhân, bạn bè của tạm đôi mừng để ngăn cảnh hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ là thời nay con Chúa được sống lại với người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cả thánh tông đồ, thánh cả du, thánh du xe bàn trăm năm đức trinh nhờ, cả thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xuống con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế đứng người dậy, chúng ta dám quy hiện rằng: Nhắn của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
chị em hạnh chúc bình an cho nhau. Chúng ta cùng với quý cha
long trọng mừng lễ cân khánh 25 năm hồng ân phân phối của tám đôi phân phối trong giáo xứ. Như đầu lễ cha chủ tế cũng như bài giảng của cha Phêrô đã giới thiệu, đáng lẽ ra ngày hôm nay Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh ngài sẽ đến để chủ tế và giảng lễ cũng như chúc lành cho các đôi phân phối. Nhưng mà vì lý do trời bão lụt ngài không thể đi được, cho nên qua tôi hôm qua ngài điền ngài cho tôi gửi lời trước hết là cảm ơn cộng đoàn giáo xứ đã có tinh thần đón tiếp ngài. Chúng ta đã chuẩn bị rất là chú đáo băng rôn khẩu hiệu trải thảm trải bê tông trải thảm để đón ngài, nhưng mà vì lý do khách quan cho nên ngài không đến được. Ngài gửi lời cảm ơn cộng đoàn và chúc mừng cho cộng đoàn chúng ta. Rồi cùng qua tôi, ngài gửi lời chúc mừng cho Hội Đồng Vàng, chúc mừng cho tám đôi phân phối trong ngày lễ. Ngài hứa với tôi rằng dù ngài không ra được nhưng mà ngài vẫn cầu nguyện rất nhiều cho cộng đoàn giáo xứ, cho các đôi phân phối. Và ngài hứa rằng vì không ra được cho nên quà không lễ được, nhưng mà quà vẫn còn, cho nên là Hội Đồng Vàng bay vào cởi rồng mà vào mà nhận. Chúng ta cảm ơn Đức Tổng một tràng vỗ tay để cộng đoàn chúng con cùng cảm ơn quý cha đã hiện diện nơi đây để cầu chúc cho giáo xứ, để cầu chúc cho các đôi phân phối trong ngày lễ hôm nay. Đặc biệt xin được cảm ơn và chúc mừng cha Giuse Nguyễn Văn Hảo, người cha linh hướng của tám đôi phân phối, tuổi trẻ tài cao con lại đông. Chúng ta chúc mừng ngài một tràng vỗ tay. Cảm ơn cha rất là nhiều đã nhận lời con cái để đồng hành hướng dẫn và cùng với con để chăn thêm chiên của đoàn chiên của giáo xứ Vân Phú. Xin cha xin chúc mừng cha và xin cha tiếp tục cộng đoàn đồng hành với con cái và tiếp tục dẫn đưa con cái, để rồi con cái không chỉ hưởng hạnh phúc trong gia đình 25 năm mà là 50 năm lễ vàng lễ ngọc và suốt cả cuộc đời. Chúng ta cảm ơn ngài và chúc mừng ngài và cả tổ tay. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt là hội rồng vàng tám đôi phân phối, người ta nói rằng muốn hạnh phúc ư, muốn hạnh phúc một ngày nhậu một bữa cho say, muốn hạnh phúc 8 ngày thì hãy lấy vợ để hưởng tuần trăng mật, muốn hạnh phúc một tháng thì mổ một con lợn để lai ra, và muốn hạnh phúc 25 năm thì xin nhập với Hội Đồng Vàng, bởi vì họ 25 năm phân phối hôm nay rất là hạnh phúc. Và muốn hạnh phúc cả đời thì nhập vì sánh vai với các hội, trong đó có Hội Đồng Vàng, để cùng nhau tiến bộ. Đó là một câu chúc mừng rất là hó mình, nút nghịch ngầm nhưng mà rất là ý nghĩa. Cho tôi mượn lời hôm nay để chúc mừng Hội Đồng Vàng. Trước hết xin là cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho Hội Đồng Vàng, cho cha và Hội Đồng Vàng và cách riêng tám đôi phân phối. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng Hội Đồng Vàng, lời chia sẻ của cha Phêrô Tông Toàn đã nói rất là đầy đủ ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Chúng ta họp nhóm nơi đây để tạ ơn Chúa đã liên kết chúng ta 25 năm lên bờ lên chồng. Chúng ta hợp nhau nơi đây để rồi dâng lên Chúa cái lời tạ ơn, đồng thời nhớ đến ơn của tất cả mọi người, cha mẹ, anh em, bạn bè, giáo xứ, quý cha, tiền nhiều. Tán niệm thêm thì chúng ta rất là đẹp, hạnh phúc của chúng ta cũng vậy, lòng mới lại, mong mã lại, chúng ta sẽ hạnh phúc. Và đặc biệt, một điều rất là quan trọng đó là chúng ta hạnh phúc thì chúng ta luôn luôn ý thức rằng có Chúa luôn đồng hành với chúng ta, có Chúa nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ và các thánh nâng đỡ chúng ta. Chúng ta biết xây dựng gia đình hạnh phúc thì xây dựng trên nền tảng lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Và nếu chúng ta, hôm nay cha tôi cũng cảm thấy rất là nhiều hoa, rất là nhiều quà,
đặc biệt là hóa cả một rừng hoa cho hội đồng vang. Đó là điều mà niềm vui của giáo xứ, niềm vui của cha mẹ, niềm vui của tất cả mọi người chúc mừng chúng ta. Cho nên niềm vui của chúng ta là góp phần làm cho niềm vui cả giáo xứ, hạnh phúc của gia đình là hạnh phúc của giáo xứ. Chính vì vậy cũng là dịp để rồi giáo xứ thay lời cho giáo xứ chúc mừng cho cha con hội đồng vang, chúc mừng cho các đôi phân phối, cũng là dịp để cho giáo xứ nói lời cảm ơn các đôi phân phối, các đôi trong gia mừng ngân cảnh hôm nay. Hạnh phúc của giáo xứ là hạnh phúc của từng gia đình, bởi vì gia đình chúng ta là giáo hội, là hội thánh tại gia. Mỗi gia đình chúng ta sống hạnh phúc là giáo xứ vân phú hạnh phúc. Mỗi gia đình chúng ta sống thánh thiện là giáo xứ vân phú thánh thiện. Mỗi gia đình xây dựng nền tảng gia đình của chúng ta giàu có là giáo xứ vân phú giàu có. Và ngược lại, chúng ta như thế nào tiêu cực thì giáo xứ cũng vậy. Chính vì vậy mà hôm nay không chỉ là anh em cảm ơn quý cha, cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn tất cả mọi người, mà giáo xứ cùng nói lời cảm ơn anh chị em và chúc mừng anh chị em. Để rồi chúng ta tiếp tục, 25 năm chỉ là một bước dừng chân để nhìn lại, rồi chúng ta tiếp tục tiến bước. Như là cái câu thơ đó, muốn hạnh phúc cả đời thì phải cùng sánh bước, cùng cả hội, cùng cả gia đình thì chúng ta hạnh phúc. Và hy vọng rằng năm nay 25 năm cha bố sẽ chủ tế, còn 25 năm có năm tới, tức là lễ Kim Khánh, thì Đức Tổng Giuse sẽ đến, sẽ chủ tế và giảng lễ cho anh chị em. Và đó cũng là lời cầu chúc của tôi cũng như quý cha của cộng đoàn gửi đời hội đồng vang. Xin được chân thành cảm ơn cha xứ cũng như hội đồng giáo xứ, rồi giáo xứ Vân Phú có cái lần hoa để chúc mừng cho cha con hội đồng vang, cho các đôi phân phối. Nhưng mà để nơi trang trọng quá, kín quá, cho nên là xin gửi lời gửi đề hai bó hoa tặng cho bố, tặng đại diện hội đồng vang. Xin chân thành cảm ơn. Con xin kính mời cha Linh Hướng, cha Giuse sẽ nhận bó hoa từ cha quản sứ, và xin mời một đại diện trong các anh chị mừng lễ hôm nay cũng nhận một bó hoa từ cha quản sứ. Và kính thưa quý cha và quý cộng đoàn, trong ngày lễ đặc biệt hôm nay, các anh chị trong hội Rồng Vàng cũng có muốn nói rất nhiều và rất nhiều điều nữa. Giờ đây con xin mời một người đại diện trong các anh chị sẽ có lời cảm ơn quý cha và quý cộng đoàn trong ngày đặc biệt này. Trong kính cha, cha quản sứ cùng quý cha, hôm nay thật là một ngày đại hạnh cho chúng con, ngày đánh dấu nét vàng son trong hành trình sống đời sống hôn nhân và gia đình, ngày mừng kỷ niệm 25 năm hồng ân hôn phối của 8 đôi trong hội Rồng Vàng của chúng con. Trong ân tình tri ân cảm tạ, chúng con xin được bày tỏ đôi lời với quý cha và quý vị. Trước hết, chúng con xin cảm ơn hồng ân Thiên Chúa đã xe định cho đôi tình duyên của chúng con và không ngừng đổ tràn đầy tràn hồng phúc lành của Ngài trên các đôi hôn phối chúng con, để dầu trải qua bao ngọt bùi đắng cay của tình yêu, chúng con vẫn một lòng sắt son thủy chung với nhau. Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ và chúc phúc cho tình yêu của chúng con hôm nay và cho đến trọn đời. Chúng con xin hết lòng cảm ơn đến quý cha Bản Hạt, quý cha đã ưu ái đến thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với chúng con ngày hồng phúc hôm nay. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban bình an cho quý cha. Cách đặc biệt, chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến với cha xứ quý yêu của chúng con. Trong bình cha quản xứ,
Hơn ai hết, từ ngày cha về coi sóc giáo xứ Quan Phủ của chúng con, cha đã hiến mình cho chúng con đến ngày để không ngừng cải thiện đời sống đạo của cộng đoàn giáo xứ chúng con. Đặc biệt cha đã vất vả làm việc không ngơi nghỉ, hao mòn sức lực để xây dựng ngôi thánh đường của giáo xứ. Ngôi thánh đường có 102 trong tương lai nơi địa hạt Bình Chính nói riêng và cả giáo phận nói chung. Hơn nữa, cha đã ân cần săn sóc cho hạnh phúc của từng gia đình trong chúng con. Và trong mấy ngày qua, cha đã lo lắng chỉ dẫn để hôm nay tổ chức thánh lễ tạ ơn cho chúng con thật long trọng và sốt sắng. Nguyện xin Chúa tốt độ dư đầy ân sủng tới cha, để cha tiếp tục công trình nhà Chúa đang dang dở và dựng xây đời sống đức tin nơi mỗi người chúng con mỗi ngày thăng tiến hơn. Chúng con cùng bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đến cha bố quý mến. Từ ngày nhận làm linh hướng cho hội Rồng Vàng chúng con, cha đã luôn ân cần chỉ dạy, nâng đỡ, hướng dẫn và cầu nguyện cho mỗi gia đình chúng con. Đặc biệt, cha đã chỉ bày để chúng con tổ chức thánh lễ sốt sắng như ngày hôm nay. Con cũng xin hết lòng cảm ơn quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý ban ngành, quý quan khách và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương giúp đỡ và hôm nay về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và chung chia niềm vui với chúng con. Xin Chúa chúc lành và trả công bồi hầu cho tất cả. Trong thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm hồng ân ngân khánh hốt phối, hôm nay chúng con đặc biệt nhớ đến bố mẹ hai bên là những đứng sinh thành dưỡng, sinh dưỡng và cộng tác với Thiên Chúa để vun đắp hạnh phúc cho gia đình của mỗi chúng con trong 25 năm qua. Xin quý bố mẹ hai bên tiếp tục đỡ nâng và cầu nguyện cho chúng con. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn, đời sống hôn nhân thật hạnh phúc nhưng cũng luôn dâng đầy những cám dỗ và khổ đau. Chỉ ai qua đoạn đường này mới hay. Vậy xin quý cha và mọi người tiếp tục yêu thương giúp đỡ, chỉ dạy và nhất là cầu nguyện cho chúng con, để chúng con biết yêu thương, tôn trọng và chung thủy với nhau cho đến bạc đầu răng long. Một lần nữa chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Tất cả tâm tình tri ân của chúng con xin được gói tròn trong những bó hoa tươi thắm dâng lên quý cha. Xin quý cha vui nhận. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Xin cộng đoàn chúng ta cùng nhau một tràng pháo tay nữa để cảm ơn quý cha và chúc mừng các anh chị trong ngày lễ đặc biệt hôm nay. Và kính thưa quý cha và quý cộng đoàn, trong ngày lễ đặc biệt hôm nay, các con, các cháu của các anh chị kỷ niệm 25 năm hôn phối cùng muốn nói lên lời tri ân bằng những bó hoa. Giờ đây xin mời những đứa con lên tặng hoa cho bố mẹ trong ngày đặc biệt hôm nay. Lòng hiếu thảo dành cho các bậc sinh thành là bố mẹ của chúng ta. Xin cộng đoàn chúng ta cùng nô một tràng vào tay để cảm ơn các anh chị và cũng như chúc mừng các anh chị cũng như con cháu trong ngày lễ đặc biệt hôm nay. Và tí nữa chúng ta sẽ chụp hình. Bây giờ xin mời các anh chị cũng như cả con cháu chúng ta có thể về chỗ rồi chương trình của quý cha đang con. Xin mời chúng ta về chỗ đã. Chưa chụp hình. Bây giờ chúng ta cuối lễ chúng ta sẽ chụp hình. Hôm nay còn chưa dành cho Đức Cha Lưu Sang Nguyễn Thiện Linh, Ngài sẽ gửi đến sau. Thì chúng ta cùng chúc mừng cho tạm đôi hôn phối và một tràng pháo tay thật lớn. Khi để
25 năm hầu vẫn gắn cảnh muốn phối. Vì cũng là cha bố thì muốn tặng ngày gì đó cho con cái. Nhưng mà quá thì nhiều rồi, cũng biết tặng ngày gì. Thì có lẽ tuổi về là lời vừa đã được biết. Vì thần lệ cũng cải ra rồi thì những chuyện riêng tư, tình cảm thì cha con đã gửi nhau nhiều rồi. Chỉ hôm nay nhân thần lệ đặc biệt mừng 25 năm hôn phối, cầu chúc cho tám đôi hôn phối cũng như tám gia đình luôn luôn được tràn đầy ân sủng của Chúa, luôn bình an, sức khỏe. Và đặc biệt xin các đôi hôn phối, chúng ta đã đi với nhau 25 năm rồi, thì còn những năm tháng còn lại của cuộc đời, chúng ta phải cố gắng nắm mắt mà đi ạ. Ôm vai chắc mà đi, dù bổ thì cũng bổ với nhau, dù đi đâu hay là làm gì cũng luôn luôn có nhau, để rồi nhờ đó chúng ta luôn luôn làm chứng tá cho Chúa, đặc biệt Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Một lần nữa xin chúc mừng cho cặp đôi hôn phối.
cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.